chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của Cap, có mức độ là EOS 2, đến từ Đức. Chúng ta chỉ xem bên trong nó có những gì. Rồi. Đây là cái máy mới gửi công ty mình, vẫn còn tem siêu. Rồi, bây giờ mình khui cho các bạn xem bên trong có gì nha. Máy đóng hộp đó là kỳ lưỡng. Không biết bên trong nó có gì. Rồi. Đây là bên trong thân máy. Rồi, đầu tiên thì nó sẽ có một cái sổ hướng dẫn. Là chi tiết. Các bạn có thể xem được. Đây, nó hướng dẫn sử dụng máy cho mình luôn. Nó nhiều. Mình tạm thời đóng lại. Tiếp theo đó là có một sợi dây nguồn. Nguồn 200 240 mấy. Và một sợi dây USB. Đây là tem mà nhà sản xuất in sẵn về dream test, về khẩu hình của máy. Các bạn có thể xem này, chi tiết từng loại từng loại. Đó là chắc chắn. Bên cái đó thì có một cái đĩa driver nữa. Đây, các bạn xem, nhìn khá đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy cho bạn xem. Đó là chắc chắn. Đây là máy của mình. Các bạn có thể xem sơ qua về cấu hình, về cái cấu tạo của nó. Giới thiệu cấu tạo cơ bản của cái máy in này. Có thể các bạn có thể thấy là trước mặt trước có cái màn hình. Màn hình này là màn hình LCD. Nó dùng để hiển thị cái tình trạng của máy hoặc là báo lỗi trong lúc sử dụng máy gì đó. Rồi, đây là phần máy. Bên trong máy thì nó cũng giống như những cái máy khác, nó cũng có cấu tạo như là có trục mực, trục thu hoặc là lỗi cắt giấy và đầu in. Đây là đầu in của nó. Đây là cụm đầu in. Ngoài ra còn có cảm biến như thế này nữa. Mình lát mình sẽ đi sâu cái này sau. Rồi. Đây, mình cho các bạn xem về cái phía sau. Phía sau gồm có rất nhiều cổng kết nối, có thể các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như cổng USB, cổng LAN hoặc là cổng COM. Bên cạnh đó thì nó có hai cổng USB này để kết nối với máy quét hoặc là dùng để làm những công việc gì đó. Đây là nguồn. Bây giờ mình sẽ cắm cho các bạn xem cái máy này nó như này. Mình sẽ bật lên này. Đang lên cái màn hình chính của cái máy này. Cáp màn hình rất đẹp. Bên cạnh đó thì có những cái chức năng như setup này, setting này. Đây là thông tin của máy. Đó là hiện đại. Có setup, printing label. Rất là nhiều cái chức năng để các bạn có thể lựa chọn. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin các bạn liên hệ đến công ty Thế Giới Mà Bạch để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn.